Nó trưng bày nè mọi người. Quán bán dessert nha, cà phê với lại tráng miệng á. Bán dễ thương chứ, để dễ thương chứ. Một góc nhỏ của một cái corner, một cái xóm thôi đó mà để dễ thương chứ. Giờ thích đi bán đồ ghê. Không có làm gì cao sang mỹ vị hết trơn, thích đi bán đồ ăn như vậy á. Yeah. Oh my god. So good, nha. Này mọi người đang đợi con kìa. Taxi tới rồi, taxi tới rồi. Bye Seoul nha. One second. Let's go, let's go. Đi tàu điện ngầm rồi xuống mỗi cái ga tàu điện ngầm đều có shopping center nơi mà mình mua sắm nữa. Như là một thế giới riêng vậy đó. They build their brand, build their country, attract or more money for the economy. Có hiểu không? Be by working. Bạn nhai cà phê. It's okay. I don't need it. That means hello everybody.